Tathā rūpameva rūparammanaṃ tathā saddhā dayo saddhā rammanātini dhammā rammanaṃ panapassādā sukkhumā sukkhumā rūpa citta cetasika nibbāna nibbāna panyatti vasena chathā saṅgayanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ, cảm ơn Trung Nguyễn Phúc và dạ, con xin xuống mic. Mời. Dạ, đọc xong rồi đúng không ạ? Dạ, con. Dạ, mời bàn tay của Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, con chưa thấy. Vậy mình đã đọc đoạn 1 ha. Tất thà chắc khu đòa ri, ca chích tà năng sắp, sắp bề sầm bi ru bằng, ê quá à rầm ma năng, tành chá bách chúc đòn nằm ê quá tất. Thà sô ta đoà vi chát chít ta đi năng đi sắp đà đi ní. Ta ni chát bắt chút bàn nà ni dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy ấy âm thanh đối với nhĩ thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà ri chát chít tà năng bá nát chát tí thầm tí bắt chút bành năng à tì tăng Ana Anagatang Kalawit Mutan Chada Chaya Tharaham Alam Banang Hồ Tý. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc vào thời gian. Dạ, vậy là hết rồi. Dạ, còn xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ, con xin đọc đoạn 2. Đoạn 2. Tát tha chắc khu đà ri ca chí ta năng sáp bi sam pi ru pang e va a ram ma na tăng cha pak chup pan năng e va tát tha so ta đà ri ca chí ta đi năng pi sắc đà đi ni ta ni cha pak chup pan na ni e ye va. Tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh vân vân đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoa ri chát các chít ta năng pa na chát khi đăng pi pak chup pa năng a ti tăng a na ga tăng Kalabimut tăng Chayatharahang Alambanang hô tí. Những sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không thuộc về thời gian. Dạ, con nhìn đọc xong, chân thành cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe. Xin mời người kế.
Dạ, mô Phật. Bây giờ sư xin đọc bài bài số 1. A lam ba na sang ga hô. Tót yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. A lam ba na sang ga lê. A lam ba na ni na ma ru bằng ma năng sát đa ram ma năng gan tha ra rằng ma năng sa ra ra sa ra ma năng ô tha pa ram ma năng đam ma năng ma năng cha tí chắc pi đà ni ba quanh tí. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm, đối tượng của sự hay biết. Tathā rūpa mē vā rūpa rammanaṃ tathā saddhā dayo saddhā rammanā dini dhamma rằng ma rằng ba na ba sa ra su khu ma ru ba citta che ta si ka ni pa na ban nya ti wa se na chắc tha sang ga hành thí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân. Những đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. A lam ba na sang ga hô. Ô rồi xong, suy nghĩ mời đoạn 2, cái này là đoạn 2 ha. Tát tha cha khu đo ri ca chích tăng sắp về sam bi ru bằng e wa ram ma năng tăng chá bắt chúc bá năng ê quá ta thà sô ta đòa rí khá chích ta đi đi năng bí sắp đà đi ní ta ní chá bắt chúc bành nà ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh đối với nhĩ thức, vân vân cũng chỉ thuộc về hiện tại. Rồi, bây giờ mời vị kế tiếp nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đọc tiếp đoạn 3. Đoạn 3. Đoà ra vi mút tà năng cha pa na pa ti san ti pa wan ga ku ti san kha tà năng cha pi tham pi ya tha sam pa wan ye bu ye na pa wan ta re cha tòa ra ga hi tăng bát chúc bàn năng a ti tăng bàn nhất ti bù tăng và khẳng măng khẳng ma ni mít tăng gà ti ni mít ta sam ma tăng a lâm ba năng hồ ti. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh.
Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Dạ. Còn nữa. Tề su chắc khu huynh nhà nà đi ní giác thà giác, xin lỗi, giác thà giác thà khá nạc mần rù bà đi hệ khề khà lầm bà nà nè quá mà nô đòa tuyết đi khẳng bà nà rù bà đi bàn trà lầm bà nặng xê xà ní khá mà quá chá rí vi bà khà ní hát xà nà chít tàn trà tí sắp bà thà bì khà mà quá chà quá chá rà lầm bà nà nè quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay hình, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm, ý giới có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Như. Trong Nguyễn Post Bài, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thanh Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, con không thấy ai lên thì con xin đọc tiếp. A-lam-ba-na Sang-ga-hồ tất yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. A-lam-ba-na Sang-ga-hề A-lam-ba-na-ni-na-ma Rūpa rammanang saddha rammanang gantha rammanang rasa rammanang buddhabba rammanang dhamma rammanang ca ti cappitha ni phá hoàn tí. Trong tấm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha rūpam eva rūpa rammanang tattha saddha yo saddha rammana dini dhamma ramma rammanang bana basa dasukuma rūpa citta chê ta si ca nít bà na bành nhát tí quá xề nát chát tha chát xề nát chát tha sân gầy hàn tí. Nơi đây chính là sắc của đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị, những đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh, sắc tế nhạy của sự, năm sắc thần kinh, sắc tế tâm, tâm sở niết bàn và sự khái niệm tục đế. Dạ, dạ, con xin trao mít cho vị kết thúc. Dạ, Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư, kính chào thầy Kiên cùng đạo tràng. Nãy giờ sóng hơi chập chờn nên có rớt, nhờ đạo tràng báo giùm. Dạ, con xin đọc bài đoạn 2. Tathā cakkhu dvārika cittā naṃ sabbe sabbirūpaṃ eva ārammaṇaṃ tañca paccuppannaṃ eva tathā so tadvārika cittā dīnaṃ pisaddhā dīni tānicca paccuppannaṃ chúp bành nà ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy,
chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rikachitta năng banachatitam pibak chup ban năng ati năng anagatang kalawimuttan chayatharaham alambanang hoti. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy thuộc, thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đọc đoạn 3. Dara vimutta nang cha panapati santhi phavanga yuti sankhata nang chappi dang bi yatha sang phavang ye phu ye na phavang tare cha dara kahitang pap chupan nang ati tang panak ti phu tang va kammang ti kammani bik tang ga tinimitta sammatang alambanang hoti. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi các môn nào, như tục sinh hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng đều có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn, thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Te su chắc khu viên nhà na di ni giác tha cam măng ru pa di e kê ka lâm pa na ne va mát nô đa thú ti căng pa na ru pa di pang cha lâm pa năng se sa ni ka ma va cha ra bi pa ka ni ha sa ni chít tàng cha ti sắp bá tha pi ca ma va cha ra lam pa na ne va. Trong những tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương vị vân vân. Nhưng ba thành phần tâm lý tức là ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại, và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn dục giới. Xà thú ba bông. Dạ. Xin mời Nguyên Như. Dạ, chân thành cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Xin mời Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin đọc bài ạ. À, lầm bá ná sằng gá hồ toát yếu về đối tượng cảnh đoạt một. À, lầm bá ná sằng gá hề à lầm bá nà ní nà má rù bà rầm má nằng sách đà rầm má nằng ganh thà rầm má nằng gá xà rầm má nằng phốt thấp bà rầm má nằng thầm mà rầm má nằng chà tí chấp bí thà lý phá hoành tí. Dạ thầy, trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm, đối tượng của sự hay biết. Tát thá rù bá mề quá rù bà rầm má nằng tát thà sắp đà đá dồ sách đà rầm má nà đì ní thầm mà rầm má nằng bá ná bá xà đá su khú má rù bá chít tá chê tá xí cá níp bà ná bành nhắc tí quá xề ná chất thà sằng gầy hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu, là những phần nhạy của ngũ quan,
quan, sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tất tha chắc khú đoà rí cá chích tà nằng sắp bề sầm bí rù bá mề quá. À rầm má nằng tành chá bách chút bành nằng ề quá. Tất thà sô tá đoà rí cá chích tà đi nằng bí sách đà đi ní tà ní chá bách chút bành nhà tí dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rí cá chích tà nằng bá ná chấp bí thầm bí bách chúc bành ná tì tằng á nà gá tằng cà lá quý mút tằng chá giá thà rá há mà lầm bá nằng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoạn 3. Đoà rá quý mút tà nành chá bá ná bá tích sằng thí phá hoàng gá chú tích sằng khà tà nằng chấp bí thầm bí giá thà sầm phá hoàng dề phùy dề ná phá hoàng tá rề chá đoà rá há tí tằng bách chúc bành ná tì tằng bành nhát tí phù tằng hòa cầm màng cầm má ní mít tằng gá tí ní mít tá sầm má tằng à lầm bá nằng hồ tí. Đối với các loại tâm, không tùy thuộc nơi căn nào như tục sanh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tỳ xú chắc khú huỳnh nhà nà đi ní giá thắt cà nằng rù bà đi ê kề cá cà lầm bá nà nề quá má nô thà tút tí cằn bá ná rù bà đi bành trà lầm bá nằng xì xà lý cá mà quá chá rá quý bà cà lý há xá ná chích tà tành trà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Con đã đọc xong, con xin kính mời chị Nguyên Trang ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, một lần nữa con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ quý sư và kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Thầy kêu con bao nhiêu người cười con thầy ơi. A lầm bá ná sằng cá hồ, tác yếu về đối tượng cảnh, đoạn 1. A lầm bá ná sằng cá hề, à lầm bá nà ni nà má rù bà rằng má nằng sát đà rằm má nằng gành thà rằm má nằng ra xà rằm má nằng phốt tháp tà rằm má nằng thầm mà rằm má nằng chà tí chấp bí thà ni phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha ru ba mê quá ru ba rầm ma nằng tát tha sa đà đa dồ sa đà rầm ma nà đi ni thầm mà rầm ma nằng ba na pa sa đắc Dasukumaru pa chitta chesika chetasika nipana banyatiwase nachat
tha. Sằng gầy hành tí, nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết là sáu, là những phần nhạy cảm của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm tâm sở niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát thác chắc khu đòa rica chít tà năng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rằm má năng tành chá bách chấp bàn năng ê quá tá thà sô tá đòa rica chít tà đi năng bí sát đà đi ní tà ní chá bách chấp bàn nà ní dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh vân vân, đối với nhận thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano da rikachitta nang panachap pitham pichat vipachap van nang ati tang ana các tầng cà la quy phút tầng cha gia thà ra hằng à lầm ba nặng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoạn 3. Đòa ra quy mút tà nành cha ba na ba tí sàn thi pha hoành ga chú tí sầm khà tà nằng chấp bí thầm bí gia thà sầm phá hoành dề phiều dần na phá hoành ta rề cha đòa ra ga hi tầm bắt chấp bành nằng á tì tầm bành nhát tí phù tầm hòa cầm mằng cầm ma ni mít tầm ga tí nít mít ta sầm ma tằng à lầm ba nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, nhưng tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu huynh nhà đà ni đà đi ni chắc thắc cá mằng rù bà đi ê kề cà lầm bá nà nề quá ma nô thà tút tí cằn bá na rù bà đi bành trà lầm bá nằng sề xà ni cá mà quá cha ri quy bà cà ni ha sa na chít tần trà tí sắp ba thà bi cầm mà quá cha rà lầm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, như ba thành phần tâm ý giới, với năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là tiếu sanh tâm. Có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Xà thú Châu Nguyễn, dạ con đã đọc xong ha. Dạ con xin xuống mít ạ. Kính cảm ơn thầy và cảm ơn đạo tràng. Dạ, nam mô Bụt Thầy á, nam mô Tam Bảo á, nam mô Sanh Ngài á. Dạ, xà thú. Tôi kêu là nhân vật chính trong phim mà mình không cho lên thì chắc ngày mai nghe dỗ tiếp. Rồi bây giờ nghe rõ rồi đó. Rồi thôi, nay bài hơi dài quá rồi, chúng ta cũng không đủ giờ nữa, thôi. Tình xa lọc clip. Nhất là cô thư ký giữ có đoạn 1 xong cái giờ mời đọc đoạn 2
ghi ra để thôi người ta biết, cứ lên cứ đọc đoạn một hoài, đọc người này khác đọc cứ đoạn đoạn hoài hết giờ, nên mình phải thư ký phải lẹ tay lẹ chân lên giống kịp luôn. Thì đây thì ví dụ như vị nào lên nói là đọc cái nghi lễ gì cung thỉnh đọc đoạn hai để thôi cứ đoạn một hết vị này tới vị khác đọc thôi hết giờ luôn. Rồi cái điều gì thì tuần trước mình học phần gì, phần cảnh pháp hả, phần cảnh pháp phải không, xong cảnh pháp rồi quý vị. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu vô phần nhóm B. Nhóm B từ 8 đến 9. Nhóm B từ 8 đến 9. Rồi, số 8, cảnh chân đế. Paramattha Sakcharamana. Cảnh chân đế. Paramattha Sakcharamana. Cảnh chân đế. Cảnh chân đế tức là cái là nó là một cảnh có thật, một cảnh thực tính, một cái cảnh mà có một cái sự hiện hữu thật sự. Đó chẳng hạn như là mình học chia pháp, tất cả là pháp, pháp chia là hai, pháp thực đế, pháp chân đế chia hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Thì chân đế, cảnh chân đế là những cái cảnh đó, cảnh thuộc về vô vi, hữu vi, vân vân. Thì bây giờ mình xuống ghi chi pháp hai chấm, chi pháp của cảnh chân đế, chi pháp hai chấm, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì như vậy cảnh chân đế cho chúng ta biết là có bốn loại. Nhất là tâm, nhì là tâm sở, thứ ba sắc pháp và thứ tư là niết bàn. Thì bốn cái đối tượng này, bốn cái pháp này là những được xếp vào thuộc về nhóm chân đế hay còn gọi là thực tính pháp. Và đây cũng là những cái đối tượng của thiền Vipassana, chẳng như tâm, tâm sở, sắc pháp, và đối tượng của thiền quán, là chúng ta dùng đối tượng quán, và niết bàn là đối tượng của những vị mà chứng đắc đạo quả. Thì như vậy cảnh chân đế chúng ta nắm phân ra được có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Rồi trong bốn cái pháp này đó, cái thứ gì nó có phân là hai loại, là loại mà biết nhất định và loại không biết nhất định. Thì như vậy là biết nhất định hai chấm có 71 tâm, biết nhất định có 71 tâm. Mười bảy tâm vô nhân trừ kháng y môn. Mười bảy tâm vô nhân trừ kháng y môn. Tám tâm thiện dục giới, tám tâm quả thiện dục giới. Tám tâm quả thiện dục giới. Ba tâm thiện vô biên xứ. Ba thiện vô biên xứ. Ba ghi là ba tâm vô biên xứ cho nó rõ ràng ha. Ba tâm vô biên xứ, ba tâm vô biên xứ. Ông sao lộn nói là tôi suy nghĩ này, nghĩ kia lộn. Ba thức vô biên, ba tâm thức vô biên xứ.
thì thôi giờ mình bỏ chứ chưa tâm đi, mình khi được ba thức vô quyền xứ này. Sorry sorry, làm lát mình rối quý vị làm rối là lần thức vô quyền xứ. Sorry nha, không hiểu luôn. Ba cái thức vô biên xứ vậy thôi, còn họ bỏ cái chữ tâm đi, chữ tâm là biết thức là tâm, rồi ba thức vô biên xứ rồi, ba phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi cộng thêm cái cuối cùng là 40 siêu thế. 40 siêu thế. Rồi, lặp lại 71 tâm là 17 tâm vô nhân, trừ đi kháng nghi ý môn. À, vô nhân có 18 thì mình trừ kháng nghi ý môn ra là còn 17. Rồi 8 tâm quả thiện dục giới. 8 tâm quả ra chứ không phải là tâm thiện nha, 8 tâm quả. Ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng xứ, đủ chưa? Cộng 40 siêu thế. Rồi, biết mới đang học gì đó. Đang học cái gì quý vị? Hà hỏi biết cái gì? Học cái gì đây? Đang học cái bài gì đây? Cảnh chân đế, đúng rồi, chân đế thì biết cảnh chân đế chứ biết gì? Chân đế, đúng rồi. Rồi bây giờ ủa sao cô thư ký sao zero là sao, nghe không? Alo, nghe rõ không? Rồi bây giờ mình lo xuống từng thằng để mình lý giải nó ha. Giờ 17 tâm vô nhân là gồm những gì? Trừ kháng nghi môn. 17 tâm vô nhân là chúng ta sẽ có được là gì? Ngũ sanh thức, đúng chưa? Vậy tâm vô nhân được cái không? Tức là bây giờ mình có ngũ sanh thức, 10 thức trước, 10 thức ngũ sanh thức. Tại sao nó biết cảnh chân đế nhất định? À, ngũ sanh thức, tại sao nó biết cảnh chân đế nhất định? Thì ngũ sanh thức này chẳng hạn như mình lấy ra một thức mình nói chuyện là mình biết liền. Nhãn thức nó chỉ biết duy nhất có cảnh sắc mà thuộc về pháp chân đế. À, cảnh sắc thật của nó là pháp chân đế, nó biết cảnh sắc. Thì như vậy nhãn thức biết cảnh chân đế nhất định. Ngoài ra nó không biết cái gì khác ngoài cái đó. Đúng chưa? Quý vị nắm được chưa? Rồi, nó cảnh sắc. Rồi cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Năm cái này, năm cái thức này, nó biết năm cái cảnh đó bằng cái thực tính pháp của nó. Chứ nó không biết thay chế định. Và nó chỉ duy nhất biết cảnh chân đế mà thôi. À, nó chỉ biết cảnh chân đế. Tức là năm cái thức này biết cảnh chân đế một cách nhất định. À, đó thì mới được xếp vô cái nhóm gọi là biết cảnh nhất định. Thuộc về cảnh chân đế. Được chưa? Quý vị nắm được không? Cô Hà nắm được không? Alo. Được không? Ngũ sanh thức được không? Ngũ sanh thức biết không? Rồi, chờ qua được không? Rồi, tiếp theo là gì? Kháng ngũ môn. Giờ mình lấy kháng ngũ môn trước đây. Kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn này biết được bao nhiêu cảnh quý vị? Kháng ngũ môn biết được bao nhiêu cảnh? Xa thú kháng ngũ môn biết được cả năm cảnh luôn. Cảnh sắc nó cũng biết, cảnh thinh nó cũng biết, cảnh khí cũng biết, cảnh vị cũng biết, cảnh xúc nó cũng biết. Thì kháng ngũ môn biết được năm cảnh thuộc về sắc pháp, đúng không? Năm cảnh này thuộc về cảnh sắc, thuộc về nhóm về sắc pháp. À, thì khi biết năm cảnh thuộc về sắc pháp, tức là nó cũng biết cảnh chân đế luôn. À, và nó chỉ duy nhất biết cảnh chân đế, à, thuộc về sắc pháp, tức là nó bắt ngay cảnh chân đế luôn. Vì như vậy kháng ngũ môn biết cảnh chân đế nhất định. À, ngoài ra nó không có biết những cảnh khác. À, đó đúng là như vậy. Rồi như vậy là quý vị nắm được ngũ sanh thức, rồi tới kháng ngũ môn biết rồi ha. Rồi hai tiếp thâu thì sao? Thì cũng biết cảnh chân đế luôn, bởi vì nó là từ cái kháng ngũ môn rồi ngũ sanh thức rồi nó đưa vô trong lộ tình tâm, là chúng ta biết là cái cảnh chân đế nó đưa vô, thì hai tiếp thâu nó cũng biết cảnh chân đế một cách nhất định.
đó là hai tiếp thâu. Rồi hai tiếp thâu nhận cảnh vô, tiếp thâu cảnh vô, biết được cái pháp chân đế đó rồi truyền qua cho cái ba cái quan sát, thì ba quan sát cũng biết cảnh chân đế một cách nhất định. À, cho nên ngũ song thức, kháng ngũ môn, hai tiếp thâu, ba quan sát biết cảnh chân đế một cách nhất định. Ngoài ra nó không biết gì khác ngoài cái cảnh này. À, nó không có biết cảnh chân tục đế, mà nó chỉ biết duy nhất cảnh chân đế mà thôi. Thì như vậy ngũ song thức, kháng ngũ môn, hai tiếp thâu, ba quan sát biết hoàn toàn một cách nhất định thuộc về cảnh chân đế. Vì nắm không? Alo. Được chưa? Thông qua được chưa? Na cảnh cũng là cảnh chân đế luôn. Na cảnh là nó bắt cái tâm của cái tâm động tốc mà, bắt cảnh cái tâm động tốc mà cảnh chân đế luôn. Được chưa? Thì bây giờ còn có một cái kháng nghi môn. Tại sao kháng nghi môn? À, kháng nghi môn mà không biết cảnh chân đế một cách nhất định. Thế có gì thì sao? Xa thấu, xa thấu. Kháng nghi môn nó biết luôn cả tục đế luôn. Cảnh chân đế nó cũng biết, cảnh tục đế nó cũng biết. À, cho nên chính vì chỗ đó nó không có biết được cái cảnh chân đế một cách nhất định, à, mà nó thuộc về bất định, chứ không phải là nó không biết, nó biết nhưng mà nó biết về chân đế, rồi nó biết cả thực đế luôn, cho nên nó được không được xếp vô cái nhóm mà được gọi là biết nhất định, chứ không có nghĩa là nó không biết nha, tức là nó biết nhưng mà nó biết nhất định rồi, nó biết luôn cả cái pháp thực đế luôn nữa, và nó biết tùm lum hay là thứ ha. À, cho nên đó là nó bao quát hơn, rộng hơn những loại tâm này. Thì như vậy tại vì lý do đó mà chúng ta trừ ra cái thằng kháng nghi môn ra, à, cho nó không được xếp vào cái nhóm biết nhất định, nó không bị cô động trong cái pháp biết nhất định được, mà nó còn biết ra ngoài đó nữa. Rồi nắm được chưa? Rồi ha, nắm được cái diễn tiến của cái này, nó đi theo lộ trình tâm đó, có gì đi theo lộ trình tâm đó. À, thì đó mình sẽ thấy vấn đề đây ha. Ai thì có Hà thì báo luôn. Rồi ha. Còn ai thắc mắc chứ nào? Tổng hợp rồi, bây giờ mình tới thằng nào nữa? Lo lo thằng gì nó xuống. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo đó. Tám tâm quả thiện như thế nào? Thì nó được xếp vô cái nhóm là biết chân đế nhất định. Theo quý vị là sao đây? Tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo biết cảnh chân đế nhất định. Hồi xưa đó quý vị, những vị mà thời xưa đó chỉ cần nghe Đức Phật giảng về cái bài này, mà chỉ cần nói cái bài giống như Bali nãy mình đọc vậy đó. Đức Phật chỉ nói Bali, nói xong bắt đầu quả bù bù bụp hết rồi. Còn thời giờ mình chú giải rồi phụ chú giải này đó mình còn hiểu rồi. À, thì như vậy, nhưng mà thấy là nó có những cái mà thời bây giờ mình nó đúng là nó đang đi xuống cái trình độ về nhận thức về về giáo pháp mình xuống xa quá. À, cho nên giờ, bây giờ mình đọc qua liền nhiều khi mình cũng hiểu nói gì giống. Rồi như vậy tám tâm quả thiện dục giới tình hảo này á, nó biết cảnh chân đế nhất định bởi vì nó làm việc tục sinh hộ kiếp tử, nó chỉ có một sát na nó sanh lên, nó biết cái cảnh pháp nhất định vậy thôi. Rồi nó rớt xuống lại, nó biết nhảy qua khác rồi. À, nó không có biết cảnh khác nữa. À, nó chỉ biết cảnh lúc mà nó làm việc tục sinh. À, tục sinh xong cái hộ kiếp cũng giống vậy luôn, mà tử cũng giống luôn, nó cũng đồng một cảnh, đồng một thứ. Cho nên nó biết cảnh chân đế nhất định, nó không biết cảnh tục đế. À, đó là lý do tại sao tám tâm quả dục giới tịnh hảo biết cảnh chân đế nhất định là như vậy. Được. Hello. Đúng rồi,
nếu mà nó làm việc na cảnh thêm á, thì nó cũng biết cảnh chân đế luôn, nó cũng không biết cảnh thực đế, nó biết cảnh của cái tâm động đất á, nó bắt cảnh chân đế luôn. Được không? Nắm được không? Alo. Qua ha, rồi qua tiếp cái tới ba cái thức vô biên xứ. Tại sao ba thức vô biên xứ là biết cảnh chân đế nhất định? Ba thức vô biên xứ. Tại sao biết cảnh chân đế nhất định vậy? Rồi, đúng là xa thấu, xa thấu. Bởi vì nó bắt lấy cái tâm không vô biên xứ làm đề mục, thì cái tâm tức là thuộc về chân đế. À, cho nên nó thuộc về cảnh biết cảnh là không vô biên xứ, tức là cho nên ba cái thức vô biên xứ này nó bắt cảnh chân đế một cách nhất định. Ngoài ra nó không bắt cảnh nào khác. À, nó chỉ biết duy nhất có cảnh không vô biên xứ làm đề mục. À, đó cho nên nó được xếp vào nhóm nhất định. Rồi ba phi tưởng phi vi lượng xứ. Thì nó bắt cái gì quý vị? Bắt vô sở hữu xứ chắc như vậy. Rồi như vậy là ba phi tưởng vi lượng xứ nó biết cảnh chân đế nhất định là vô sở hữu xứ. Ngoài ra không biết cảnh nào khác ngoài đó. À, là chỉ biết chân đế duy nhất là như vậy. Rồi 40 siêu thế. 40 siêu thế cũng biết cảnh chân đế nhất định. Giờ là nó biết cái gì? Niết bàn, xa thứ niết bàn. Rồi, như vậy 40 tâm siêu thế biết cảnh niết bàn cách nhất định. À, cho nên lúc mà tâm siêu thế sanh khởi là chỉ biết đối tượng của nó chính là niết bàn, chứ không có những cái đối tượng khác nữa. À, cho nên như vậy chúng ta có được một số những cái loại tâm biết cảnh nhất định, như là ngũ sanh thức, kháng ngũ môn, hai tiếp thâu, ba quan sát, tám tâm quả dục giảo, ba tâm thức vô biên xứ, ba phi tưởng xứ và 40 siêu thế. Thì tổng cộng mình có 71 tâm biết cảnh chân đế một cách nhất định, là chỉ biết nhất định trong trong cảnh đó thôi, ngoài ra nó không biết cảnh khác ha. Cho nên nhất định là có 71 tâm. Được chưa? Alo. Rồi đúng rồi, rồi cô thư ký cái gì gom lại cái này cái cho nó nguyên cái nhóm vô ha. À, biết nhất định. Rồi bây giờ mình tới biết không nhất định nè. Giờ không nhất định hai chấm, tức là nãy biết là nhất định không, bây giờ không nhất định. Biết không nhất định hai chấm có 31 tâm. Có 31 tâm. Mười hai tâm bất thiện. Mười hai tâm bất thiện. Tám thiện dục giới tình hảo. Tám thiện dục giới tịnh hảo. Tám duy tác dục giới tịnh hảo. Tám duy tác dục giới tịnh hảo. Rồi, tiếp theo là kháng ý môn. Rồi, hai tâm thông. Hai tâm thông.
Rồi, như vậy là mình có được là 31 loại tâm biết cảnh chân đế không nhất định. À, tức là có 12 bất thiện, 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới, kháng y môn và 2 tâm thông. Bây giờ tại sao 12 tâm bất thiện mà nó biết cảnh chân đế mà không nhất định? Chúng ta có gì? Lý do tại sao? Biết chân đế và tục đế luôn, xa thú rồi, giỏi quá trời, hết sảy luôn. À, chân đế và tục đế, cả hai luôn. Tức là nó biết chân đế mà nó biết cả tục đế, thì chính vì cái lý do nó biết như vậy đó, thành ra nó được xếp ra, được có nhóm, được gọi là không có nhất định. À, cho nên như vậy là 12 bất thiện, biết vừa cả chân đế mà vừa cả tục đế. Rồi 8 thiện dục giới tịnh hảo thì sao? Có phải cũng vậy không quý vị không? Tám thiện dục giới nó cũng bắt được cả hai luôn. À, nó cũng biết được cảnh chân đế và nó cũng biết được cảnh tục đế luôn. À, rồi 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo thì cũng thế luôn. À, biết được cả hai, chân đế tục đế. À, rồi kháng y môn cũng vậy. Kháng y môn trong lộ trình tâm ngũ môn thì nó biết luôn cả tục đế và nó biết luôn cả chân đế. Lộ trình tâm ý môn nó cũng biết luôn cả tục đế, cả chân đế luôn. Thì như vậy kháng y môn biết được cả hai chân đế và tục đế. Rồi hai tâm thông thì mình khỏi nói ha, hai tâm thông thì thần thông biến hóa biết đủ thứ, à, tục đế chân đế gì là biết hết. Rồi như vậy là 31 tâm, 12 bất thiện, 8 thiện dục giới tình hảo, 8 di tác dục giới tình hảo, cộng kháng y môn, cộng hai tâm thông biết tất cả tục đế và chân đế. À, biết cả tục đế và chân đế, cho nên được gọi là biết không nhất định. Rồi, như vậy tổng cộng là mình có nhiều, tổng cộng vừa biết nhất định và biết không nhất định. Rồi, tổng cộng là mình có 702 tâm ha. 702 tâm. Nãy là 71 chứ 4. 31 là 102 đúng rồi. Đúng rồi, 102. À, tổng cộng mình có được 102 rồi ha. Xong chưa? Thì tổng cộng là 102 tâm. Mấy cái bài này đó cái gì? Nếu mà cái lúc đầu về căn bản mình không nắm qua mấy cái này khó hiểu lắm, mà mình học mấy cái này nhức đầu không hiểu nổi. À, nhưng mà khi mình học rồi mình chỉ cần nghe nói cái là mình nắm được liền ha, thấy cái pháp nó hiện ra liền. À, nó khác với bình thường. À, cho nên khi mình có căn bản rồi mình học lên cao thấy thú vị lắm. À, mình thấy nhiều cái vấn đề chi pháp thấy nó rối rắm nhưng mà thật sự nó cũng có cái quy luật của nó, ha, quy trình của nó. À, mình đọc tới mình hiểu, mình suy nghĩ cái nó ra liền ha. Rồi chưa, xong chưa, tổng cộng chưa, tổng cộng 102 tâm. Cô Nguyễn Kim Dung nói gì tại 123 đâu ra rồi. Cộng hai gì, hai tâm thông hả? Hai tâm thông. Ủa sao cô thư ký đâu mất rồi? Cô thư ký còn nghe không? Alo, quăng dép chạy mất tiêu rồi.
chưa? Rồi giờ xuống ghi chú hai chấm, chú hai chấm. Tám tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân. Tám tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân. Trừ kháng nghi môn. Tám tâm đại thiện dục giới và 17 tâm vô nhân. Trừ kháng nghi môn. Không bao giờ biết cảnh tục đế. Chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới. Chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới. Đi được chưa? Alo. Tám tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân, trừ kháng nghi môn, đúng rồi đó. Không bao giờ biết cảnh tục đế, chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới. À, đây những tâm là những tâm nằm trong phạm vi dục giới ha. Thì tám tâm đại quả thiện dục giới này bắt cảnh dục giới mà thuộc về chân đế, chứ không bao giờ nó bắt được cảnh tục đế. Thì 17 tâm vô nhân cũng vậy, nó cũng chỉ bắt được cảnh chân đế, không được bắt, không bắt được cảnh tục đế. À, đó là chúng ta ghi chú để nắm bắt. Đây là những cái vấn đề chi tiết mà chúng ta học trong cái cảnh thuộc về cảnh chân đế. Rồi mình học thêm cái nữa, số 9 là cảnh tục đế, cho nó rõ ràng hai cái này mới nắm được ha. Cảnh tục đế hai chấm. Lô ki giá sắc cha râm ma na, cảnh tục đế. Rồi, cảnh tục đế ha. Chi pháp hai chấm. Thì cảnh tục đế mình biết đó, chi pháp có chế định và nghĩa chế định. Danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định và nghĩa chế định. Rồi, như vậy là cảnh tục đế nó chỉ có hai cái vấn đề này ha. Tức là cái là danh chế định và cái nghĩa chế định, tổng cộng là mình có là 13 cái pháp tục đế à, là được biết là chi pháp nó xếp vào nhóm cảnh tục đế. Rồi bây giờ nó cũng có hai loại, loại biết nhất định và loại biết không nhất định. Thì bây giờ biết nhất định hai chấm có 21 tâm. Biết nhất định hai chấm có 21 tâm. Mười lăm tâm sắc giới. Mười lăm tâm sắc giới. Ba không vô biên xứ. Ba vô sở hữu xứ. Rồi, như vậy là cảnh tục đế biết nhất định, biết về danh danh chế định và nghĩa chế định. À, về chế định, nghĩa chế định quý vị nắm bắt rồi ha. Có biết được cái này không? Biết về danh từ chế định, đặc thể sao sao, rồi hình tướng chế định, không gian chế định, rồi thời gian chế định này, tiêu biểu chế định vân vân. Thì những cái nào thuộc về đặc để chế định không có thật tướng á, thì như vậy biết nhất định có 21 tâm. Thì lúc này bắt đầu mới lòi ra cái thằng sắc giới này nè. À, nãy trên kia mình không thấy có cái thằng sắc giới không,
Rồi ra đây là 15 tâm sắc giới, toàn bộ 15 tâm sắc giới chuyên bắt cảnh thuộc về tục đế. À, rồi thấy lắm. Do vô này này mới thấy lòi ra như vậy. 15 tâm sắc giới biết cảnh thực đế. Bởi vì sao 15 tâm sắc giới này nó bắt cảnh chế định, nó bắt cảnh là những cái đề mục thuộc về chế định, tức là 26 đề mục chế định, là 10 ca si ná, 10 cái bất mỹ, tứ vô lượng tâm, quán thể trượt, khai thở, v.v. thì hoàn toàn những cái cảnh mà để tu tập thiền định này, khi nó đắc thiền, đối tượng đó chỉ hoàn toàn là chế định. À, thì như vậy là 26 đề mục chế định để mà cho thành tựu được cái 15 tâm thiền sắc giới này. Thì như vậy là chúng ta thấy là tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới này nó biết cảnh chế định, cảnh tục đế một cách nhất định, nó không biết cảnh chân đế. À, đối tượng của nó là hoàn toàn là cảnh thuộc tục đế. Rồi, nắm được không quý vị? Rồi ha, xong chưa? Rồi. Và bây giờ tới ba không vô biên xứ. Ba không vô biên xứ cũng biết cảnh tục đế nhất định luôn. À, không vô biên xứ biết cảnh tục đế nhất định. Bởi vì nó cũng bắt lấy cảnh tục đế, nó bắt lấy cái quan tướng, cái giả tướng, cái quan tướng của cái tâm thiền sắc giới, của cái tâm ngũ thiền sắc giới đó. Bắt lấy cái quan tướng đó làm đề một đối tượng tu tập và có đạo ảnh mới như niệm mình suy diễn không vô biên, không vô biên, không biên xứ thì nó cũng thuộc về đặc để chế định. Thì như vậy ba không vô biên xứ đối tượng là thuộc về tục đế luôn. À, hoàn toàn là tục đế. Rồi ba vô sở hữu xứ cũng vậy, cũng là đối tượng là thuộc về tục đế, bởi vì nó bắt lấy cái quan tướng của cái không vô biên xứ, hoặc là nó bắt lấy cái thức vô biên xứ khi diệt mất. Anh niệm anh mà suy diễn anh niệm là vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ khi nó diệt mất rồi không có cái gì sở hữu hết. À, thì anh lấy cái đề mục đó anh làm đối tượng là tu về vô sở hữu xứ. Thì như vậy ba cái không vô biên xứ cũng tục đế, ba cái vô sở hữu xứ đối tượng cũng là tục đế. Thì như vậy 21 loại tâm này phát sanh thành tựu được do nhờ bắt cảnh tục đế một cách nhất định. À, cho nên nó được xếp vào cảnh nhất định, à, trong cái nhóm tục đế này. Được chưa? Có gì lắm được chưa? Được ha. À, tức là 15 tâm sắc giới bắt cảnh tục đế, ba không vô biên xứ cũng tục đế, ba vô sở hữu xứ cũng là tục đế. Rồi như vậy xuống dòng mình đánh cái bông đầu dòng á, đánh qua thị đầu dòng. 15 tâm sắc giới biết cảnh chế định với 26 đề mục chế định, với 26 đề mục chế định. Mười lăm tâm sắc giới biết cảnh chế định, 26 đề mục chế định. Nghe được chưa? 15 tâm sắc giới biết cảnh chế định với 26 đề mục chế định. Hai chấm. Người với 26 là một chế định, hai chấm ha. 10 hoàng tỉnh hay là casino, 10 hoàng tỉnh casino. Rồi 10 hoàng tỉnh, hoàng tỉnh nó ghi tiếng Việt nó dịch là 10 hoàng tỉnh casino, cộng như là 10 bất mỹ, 10 bất mỹ là không tốt đẹp mà 10 bất mỹ là tử thi bị sình ương xanh. Bây giờ muốn coi là nghiên cứu thì lật ra gì đó Vô Ngại Giải đó, Vô Ngại Giải đạo trong đó có hướng dẫn cách mà để luyện như thế này. Thì giờ mình chỉ lấy tổng quát ha, 10 bất mỹ, 4 vô lượng tâm, 4 vô lượng tâm.
bốn vô lượng tâm. Một, quán thể trược. Một, quán thể trược. Rồi, hơi thở. Rồi, 26. Quán thể trược, rồi tới hơi thở. Hơi thở cũng là một luôn. Thì như vậy tổng cộng có 26 đề mục chế định. Để bắt cảnh chế định là tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới nó bắt được. Rồi, trượt đúng rồi, trượt, trượt C đúng rồi. Rồi, xuống dòng, gạch vào dòng tiếp ha. Quyền sứ biết chế định thuộc hư không vô cùng, vô cùng tột. Ba công quyền sứ biết chế định thuộc hư không vô cùng tột. Ba vô sở hữu xứ biết chế định cho rằng không có gì có, mở ngoặc chấp không, đóng ngoặc lại. Ba vô sở hữu xứ biết chế định cho rằng không có gì có, mở ngoặc chấp không. Là cái vấn đề mà tu về chấp về không đánh rồi không tiếc là nằm ở đây nè, kẹt vô cái vô sở hữu xứ rồi. Ba vô xứ chế định cho rằng không có gì có, không có gì, không có tâm, không có sắc, không có gì, không có gì, tất cả đều không. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, chấm 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 chấm. Rồi, đó là biết nhất định không? Biết nhất định rồi mình có được 21 loại tâm, 15 tâm sắc giới, 3 không duyên xứ, 3 vô sở hữu xứ. Rồi, bây giờ chúng ta bước xuống cái phần thứ hai là không nhất định. Hai chấm, có 31 tâm. Không nhất định có 31 tâm. Kháng y môn. Kháng y môn. Mười hai tâm bất thiện. Tám thiện dục giới. Tám thiện dục giới. Tám di tác dục giới. Tám di tác dục giới. Hai tâm thông. Hai tâm thông. Hai tâm thông. Hai tâm thông. Nghe chưa? Ủa? Sao không nghe nữa rồi? Quý vị ghi lên dùm hai tâm thông. Nghe mà. Máy của em. Máy cho Nguyễn chắc bị gì ha? Máy cho Nguyễn đem...
Dạ nghe ok mà. Chắc máy cho Nguyễn bị gì rồi. Đem ra nhúng nước á, đem xuống nước, nhúng nước rửa cho nó, đem lên nghe là liền. Nhúng nước cho rửa. Nghe lại chưa? Nghe lại mới biết máy giỏm, nghe lại mới biết máy mình giỏm. Hiểu ai xin cho à, rồi nghe đó. Rồi như vậy có biết nhất định là nó có được 31 tâm, là kháng nghi môn 12 tâm bất thiện, 8 thiện nghiệp giới, 8 di tác nghiệp giới và 2 tâm thông, thì tổng cộng mình có 10 31 loại tâm biết cảnh tục đế không nhất định. À là nó biết cảnh tục đế không nhất định, bởi vì những cái loại tâm này nó biết cảnh tục đế và nó biết luôn cả cảnh trần đế luôn. Chẳng hạn như cái nghi môn thì nó biết cảnh tục đế luôn, rồi nó biết luôn cả trần đế luôn. À, nó biết cả 12 tâm bất thiện cũng vậy, 8 tâm thiện cũng vậy, 8 di tác cũng vậy, 2 tâm cũng vậy. Thì như vậy biết không nhất định thuộc cảnh tục đế đó. Thì nó có 31 loại tâm biết không nhất định, bởi vì nó biết tục đế và nó biết cả trần đế. À, cho nên được xếp vào cái nhóm là biết không nhất định. Rồi, đó là cái vấn đề mà chúng ta nắm về vấn đề cảnh tục đế và chân đế trong bài học ngày hôm nay ha. Bây giờ tổng cộng mình có là nhất định là 21 tâm và không nhất định là 31, thì tổng cộng mình có 52 tâm, trong cảnh tục đế này có 52 tâm. Nói như Trang vậy. Huyền Trang chơi toàn là iPhone không có chơi. Huyền Trang là iPhone mà 11X nữa chứ không phải iPhone thường. À, iPhone thứ dữ rồi. À, như vậy là mình có được 52 tâm biết cảnh thế không nhất định. À, vừa nhất định mà vừa không nhất định, thì tổng số là mình có được 52 tâm ha. Thì như vậy đó là hôm nay mình học với bài này là tới nhóm B, xong cái phần nhóm B luôn, cảnh thực đế và cảnh chân đế. À, mong là tất cả quý vị đều nắm bắt hết cách rõ ràng ha, cách thông suốt, để từ từ mình đi xuống lần lần lần, nhiều cái cảnh nó cũng quái quăm. Và như vậy là do phước báo hôm nay chúng ta học vì pháp, thì nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Tham Mạnh Nhã, Nam mô Sang Khả Nhã. Dạ, xin trả mic lại cho MC ạ. Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Tham Mạnh Nhã. Nam mô Bích Tha giá. Nguyên Như ơi, bị rớt mất rồi Nguyên Như ơi. Dạ một lần nữa con, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Nguyên Như có trước tái không ạ? À? Kính mời bàn tay của Nguyên Như. Dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh và kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng, và sau đây con kính mời Sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi học pháp ạ. À. Dạ con kính thỉnh bàn tay của Sư Nguyên Thông. Bhavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba bhuta nu pha ve na sada so thi pha vang tu te bhavatu sabba mangalang Ratkang tu sap bade bata sap badhamma nu pha ve na sada so thi pavang tu te pavatu sap mangalang Ratkang tu sap bade bata sap basangkha nu pha ve na sada so thi pavang tu te tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ sau khi sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chapumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang akasattha chapumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu ratake akasattha chapumattha devanaga mahittika kunyang no anumodantu chirang rakkhan tunyatayo akasattha chapumattha devanaga mahittika kunyang no anumodantu chirang rakkhan tubanino akasattha chapumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tuno sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng của chúng con ngày hôm nay, kính tri ân thầy kinh đã bỏ thời gian quý báu của mình đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến tham gia đạo tràng. Dạ con kính chúc đạo tràng có một buổi tối an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Và kính gặp quý cô chú đạo hữu vào thứ hai tuần sau, và cũng như thường lệ là bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Dạ, một lần nữa con